À, xin chào các bác nhé. Thì hôm nay bên Lương Âm Thanh chúng em có giới thiệu cho các bác một bộ sản phẩm dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp. Đây là bộ sản phẩm mang thương hiệu của hãng Việt KTV. Đây là một cái thương hiệu đứng đầu trong những cái sản phẩm mà cung cấp đầu màn hát karaoke. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp của nhất của hãng Việt KTV. Và cũng là một cái dòng sản phẩm cao cấp nhất thị trường hiện giờ. Và cái bộ sản phẩm này có hai thành phần chính. Một là chiếc đầu hát karaoke HD Plus tích hợp ổ cứng bên trong thiết bị. Đấy. Và tiếp đến cái phần thứ hai là cái màn cảm ứng điện dung 22 inch. Cảm ứng điện dung 22 inch. Đây là cái màn hình chính 22 inch cảm ứng điện dung, công nghệ cảm ứng đứng đầu hiện giờ. Và đây là cái chân của cái màn cảm ứng như các bác nhé, chân của màn cảm ứng. Và tiếp theo bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua về cái cấu hình của cái đầu HD Plus. HD Plus. Và đây các bác nhé, đây là chiếc đầu HD. HD Plus. Với hình thức rất là bắt mắt như các bác nhé. Toàn bộ vỏ bên ngoài làm vỏ mặt phay nhôm, rất là hiện đại và sang trọng. Thì với cái con này, phần cứng của con này rất là mạnh mẽ. Thứ nhất là nó có thể kết nối với ổ cứng 4T, 6T hoặc là 8TB. Đấy là ổ cứng chứa dữ liệu bài hát. Và phần cứng của con này thì các bác có thể là một số những chức năng là các bác có thể là hát sẵn những cái bài hát có sẵn bên trong ổ cứng của thiết bị, với chất lượng hình ảnh full HD, âm thanh cực kỳ là sắc nét. Tiếp đến là các bác có thể là cắm đường dây mạng internet vào con đầu này và các bác có thể xem trực tiếp những cái chương trình trên YouTube và một số những cái chương trình giải trí khác trên mạng internet. Và một cái chức năng nữa là các bác có thể download trực tiếp những cái bài hát mới của server Việt KTV về bên trong đầu máy, tải và lưu trữ bên trong đầu máy trực tiếp trên server của VKTV, không cần mang đầu đi đâu cả, các bác có thể tự download bài mới ở nhà. Một chức năng nữa là các bác có thể dùng điện thoại di động, dùng điện thoại thông minh để các bác kết nối không dây với con này và các bác sẽ điều khiển cái con đầu này bằng điện thoại thông minh, điều khiển chọn bài, tua bài, lách bài, có là toàn bộ những cái chức năng của con đầu này bằng điện thoại thông minh của bác, bằng điện thoại cảm ứng thông minh của các bác này. Và con này có thể là các bác sẽ trình chiếu những cái dữ liệu ở trên điện thoại, ví dụ như ảnh hoặc là video các bác quay ở trên điện thoại và các bác có thể trình chiếu lên TV thông qua cái con đầu này. Đấy. Và con đầu này có thêm một chức năng nữa là các bác có thể là đọc những cái video hoặc là hình ảnh các bác copy sẵn ở bên trong USB và các bác cắm vào con đầu này và các bác sẽ đọc những cái dữ liệu ở bên trong USB thông qua con đầu này. Đấy, đấy là em nói sơ qua một số những cái chức năng chính của con đầu này. Và tiếp đến cái sản phẩm thứ hai ở đây là con màn cảm ứng điện dung. Con màn cảm ứng điện dung 22 inch với kích thước màn hình rất là rộng. Đấy. Và thiết kế cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Đặc biệt cái con này là sở hữu cái cảm ứng điện dung, là cái công nghệ cảm ứng hiện đại nhất hiện giờ. Với cái công nghệ cảm ứng điện dung này thì các bác các cái thao tác chọn bài, các cái thao tác chọn bài và các cái thao tác vuốt trượt ở trên cái con màn cảm ứng này thì rất là mượt nha các bác nhé, rất là mượt và rất là nhạy. Và đặc biệt nữa là với cái mặt kính cường lực chống nước. Mặt kính cường lực chống nước và chống bụi bẩn. Thiết kế chân nhôm màu đồng rất là sang trọng và chắc chắn. Đấy. Thì với cái con màn cảm ứng này thì là dòng màn cao cấp nhất của hãng Việt Ka. Thiết kế cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Và độ ổn định cực kỳ cao nha các bác nhé. Độ ổn định cực kỳ cao. Và màn hình đây là màn hình chất lượng hình ảnh là HD nha các bác nhé, chất lượng hình ảnh HD cho được cái hình ảnh rất là trung thực và sắc nét. Đấy,
Với cái con cảm ứng điện dung này, hình ảnh rất là trung thực và sắc nét và cảm ứng rất là mượt, rất là trơn. Và hình thức con này thì cực kỳ sang trọng rồi các bác nhé. Đấy thì em giới thiệu sơ qua và bây giờ thì em sẽ đi vào hướng dẫn các bác là lắp ráp cái bộ sản phẩm này lên. Và em sẽ hướng dẫn các bác là một số những cái thao tác chức năng ở trên cái sản phẩm này. Đây thì em sẽ mở hộp ra. Thì bên trong hộp phụ kiện gồm có dây nguồn của đầu này, một chiếc điều khiển từ xa này. Đây là dây HDMI. Dây rất là dài nha các bác nhé, dây HDMI rất là chắc chắn. Một vỉ pin dành cho điều khiển từ xa. Một sợi cáp cáp này cáp dành cho đường tiếng nhé. Cực kỳ là chất luôn. Dây cáp này cực kỳ là chất nha các bác. Mắt nhận điều khiển từ xa thì các bác có thể là cắm vào đầu để dòng ra cái vị trí nào các bác thuận tiện cho điều khiển. Dấu phát wifi của đầu thì wifi này thì các bác cắm đường dây mạng vào thì nó trở thành một cái thiết bị phát wifi để điện thoại di động kết nối với cái wifi của cái đầu này để vào mạng cũng như là điều khiển cái thiết bị này qua điện thoại di động. Thì cái hộp này là đựng cái ốp chân của cái màn cảm ứng. Các bác nhìn thấy chất nhựa rất là sáng bóng nhé. Sản phẩm chính của chúng ta đây. Đây là sản phẩm bên trong hộp và sản phẩm chính. Thì với các bác ngay từ ban đầu mấy cái cầm cầm lên thì rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn. Đây là nút công tắc nguồn này. Thương hiệu Việt KTV. Mặt hiển thị. Và đây là cây lum chiết áp. Chiết áp bằng inox nha các bác nhé, chiết áp bằng inox. Nhìn trông rất là sang trọng. Toàn bộ vỏ con này, toàn bộ vỏ con này bằng hợp kim nhôm, nhôm phay. Rất là đẹp, rất là sang trọng. Đây là tem chống hàng giả nha các bác nhé. Tem chống hàng giả. Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ Bộ Công an. Tem chống hàng giả. Với thiết kế con này mặt phay nhôm cực kỳ bắt mắt và cực kỳ sang trọng. Đây là phía mặt trước và đây là phía lóc sản phẩm này. Các bác nhìn thấy cái mặt phay nhôm cực kỳ đẹp luôn. Đây là phần tem 3D để chống hàng giả. Mặt phay nhôm. Các bác nhìn những cái góc cạnh của nó rất là sắc nét nhé, rất là sắc nét và rất là nhìn trông rất là đẹp mắt. Đây là phía đằng sau của thiết bị này. Phía đằng sau của thiết bị. Đây là tên mã sản phẩm này. Đầu máy HD Plus 4T. Đây là số seri sản phẩm. Quạt làm mát này các bác. Quạt làm mát. Đây em sẽ quay về cái thông tin về sản phẩm này. Nguồn điện AC từ 110V đến 220V. 240V để điện giải rộng. Tần số 50 đến 60 Hz. Và công suất con này là 36W. Ăn rất là nhẹ điện nha các bác nhé. Thiết kế quạt làm mát này. Các bác nhìn tất cả những con ốc này bằng inox hết nhé. Rất là bền luôn đấy. Và đây về về phần dây jack kết lôi đằng sau này. Đây là dây cáp cổng VGA. Cổng VGA này kết nối với cả màn cảm ứng nhé các bác nhé. Cổng VGA kết nối với màn cảm ứng này. Đây là cổng tín hiệu quang, tín hiệu tiếng đường quang. Con này với cái thiết kế mà có đường tiếng đường quang cho ra cái âm thanh cực kỳ là trung thực nhé các bác nhé. Với tiếng đường quang này. Đây là trên là cổng cũng là cổng cổng kỹ thuật số, cổng đường tiếng kỹ thuật số. Và tiếp đến đây là hai đường kênh tiếng lip ra trái phải. Các bác nhìn tất cả những cái rắc này toàn bằng đồng sáng bóng. Với những cái chất liệu như này thì đưa ra chúng ta được một cái chất tiếng rất là trung thực và đường truyền rất là tốt. Đấy, với cái vật liệu như này. Và đây là hai đường hình. Con này với cái đường hình AV thì sẽ có hai cổng để các bác có thể sử dụng liền lúc hai TV với hai cổng AV này. Đấy. Tiếp đến là cổng audio đường 3 ly ra. Và phía dưới là đây là cái cổng này là cái cổng cắm đường tín hiệu của cái dây mắt nhận khiển nha các bác nhé, màu đen này nhé.
Cổng COM 1 thì các bác kết nối mấy cả dây key cảm ứng lên màn hình cảm ứng. Còn đây là vặn cái dâu bắt dâu phát wifi. Tiếp dưới cái là cái cổng HDMI, thì với đường HDMI này thì giờ cho ra chúng ta ra một cái đường đường hình ảnh cũng như âm thanh lên TV thì là trung thực và sắc nét nhất. Tiếp đến là hai USB 2.0 để các bác có thể là phát nhạc từ USB. Đường mạng LAN mạng internet vào thì các bác cắm vào đường ghi là cổng LAN này. Đấy, thì con này sẽ kết nối với cả đường mạng. Tiếp đến là cổng nguồn rồi. Đấy, các bác nhìn lại soi lại thì thấy thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng. Và tiếp đến thì em sẽ mở hộp cái sản phẩm tiếp theo. Đó là con màn cảm ứng điện dung 22 inch. Con màn này cực kỳ là nặng nha các bác nhé. Xốp bảo vệ rất là chắc chắn. Các bác thoải mái vận chuyển. Đây là cái màn cảm ứng này. Và đây là phụ kiện. Thì phụ kiện của chúng ta bao gồm đây là cái mặt bích nha các bác nhé. Mặt bích này để bắt lên phần màn cảm ứng này, bắt lên cái chân giá của màn cảm ứng. Gồm một lớp sắt rất là dày dặn và một lớp nhựa phủ ngoài. Dây này là dây kết nối cái đường dây key cảm ứng của màn với đầu đầu hát dây key, đều có tem chống hàng giả nha các bác. Nguồn adapter 12V 4A. Tiếp đến là dây VGA. Dây VGA cũng rất là dài. Các bác thoải mái kéo. Rất là to, rất là chắc chắn. Cho chúng ta một cái đường truyền rất là ổn định và hình ảnh rất là sắc nét. Dây VGA. Dây nguồn và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và đây là cái sản phẩm chính này. Sản phẩm chính. Với mấy con màn 22 inch cảm ứng điện dung rất là đẹp, rất là sang trọng và cực kỳ là chắc chắn. Cái mặt trước của nó là bề mặt phẳng nha các bác nhé. Bề mặt gương phẳng. Cảm ứng điện dung cực kỳ nhạy. Đường viền thì bằng hợp kim nhôm, rất là chắc chắn và rất là khỏe. Cái chất nhựa của nó làm rất là sáng bóng nhé, rất là sáng bóng và sang trọng. Tem chống hàng giả này, dây các giắc kết nối ở đây này, tem của Việt KTV này. Và đằng sau này thì sẽ có những cái phím ấn như sau: phím ấn power, phím menu, phím lift right lên xuống trái phải, và phím auto, phím tự động cân chỉnh hình ảnh. Đây là một lớp bóng bảo vệ, khi mà các bác mua về thì sẽ lột cái lớp bóng này ra, dây bóng này ra. Và đây thì em sẽ đi vào lắp ráp cái sản phẩm này lên để cho các bác xem kỹ hơn về cái chức năng và công năng của nó. Phần kết nối với màn hình cảm ứng thì có dây VGA, dây đầu nguồn 12V từ adapter và một dây mạng LAN. Thì các bác sẽ túm ba cái đầu dây lại với nhau và thít lại, và các bác luồn từ phía dưới chân lên. Các bác sẽ luồn phía dưới lên. Đây, đầu dây đã ba đầu dây đã lên. Các bác chú ý là phần mặt bích thì cái phần nhựa này các bác để phía dưới và luồn tiếp vào ba cái dây này. Phần này thì sẽ có 4 con ốc dài. Đây, các bác nhìn đây. Các bác sẽ đặt úp cái màn cảm ứng xuống. Dây mạng LAN các bác cắm vào lỗ mạng LAN này. Các VGA và một dây nguồn 12V. Và bắt 4 con ốc vào. Và đây thì em đã ráp xong cái phần màn cảm ứng nhé. Thì phần kết nối mới đầu thì sẽ có những cái ráp sau. Các bác sẽ vặn cái dâu anten wifi này, dây VGA cắm vào cổng VGA này, và dây key
thì có jack 3.5 của Zeki cắm ở cổng COM1 và cổng USB, chân USB cắm vào cổng USB, cáp HDMI để cái lối với TV, cổng HDMI, hai dây tiếng, dây tiếng kèm theo rất là chắc chắn nhé các bác nhé, cắm ở lỗ màu trắng và lỗ màu đỏ, dây nguồn kết nối cho đầu này, một dây nguồn kết nối cho với cục adapter. Và đây thì em sẽ khởi động lại thiết bị này. Đây thì em đã kết nối với cả TV, kết nối với TV và vừa bật điện nguồn của cái sản phẩm lên. Khi xuất hiện cái giao diện này thì các bác có thể lựa chọn giữa màn cảm ứng hoặc là chọn bằng điều khiển. Thì nếu mà không các bác không chọn một điều khiển thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ chọn bằng cảm ứng. Các bác cắm được măng lan của nhà bác vào đây nhé. Và đây thì đầu máy đã vào đi vào hệ thống này. Trên màn hình TV thì sẽ chạy cái logo video logo này của Vietca. Còn trên màn cảm ứng các bác sẽ nhìn thấy cái giao diện này như này trở lên. Thì cái phần chọn bài thì rất là dễ nhé các bác nhé. Các bác sẽ đầu tiên các bác sẽ có hai lựa chọn là chọn theo mã số hoặc là theo tên. Thì các bác sẽ gõ tên bài hát lên. Ví dụ như là Liên Khúc Di Khánh thì các bác sẽ gõ từng từ cái chữ cái đầu tiên của từng từ phát âm. Ví dụ chữ Liên Khúc thì chữ LK này. Duy Khánh này. Duy Khánh này. Thì sẽ có bài Liên Khúc Duy Khánh lên này. Những cái bài là bắt đầu bằng chữ cái LK, DK thì sẽ hiện lên này. Hiện tất cả những cái chữ cái lên. Đây ví dụ như bài Liên Khúc Duy Khánh của Quang Lê thì em sẽ chọn bài Liên Khúc Duy Khánh của Quang Lê này. Đấy, thì ấn vào đấy nó sẽ chạy ngay. Đấy là cái phần dữ liệu. Để các bác nhìn thấy hình ảnh rất là sắc nét nhé. Hình ảnh rất là sắc nét luôn. Tiếng nhạc rất là hay. Và đây là phần âm lượng này. Phần âm lượng thì đây có các bác cho nhỏ âm lượng hoặc to âm lượng đi. Kéo xuống kéo lên cho nhỏ đi. Còn đây là phần âm lượng của màn hình chờ này. Còn nếu mà chọn bài theo ca sĩ, các bác ấn vào phần ca sĩ và các bác gõ cái tên ca sĩ muốn tìm ra. Gõ cái tên ca sĩ muốn tìm ra thì nó sẽ hiện cái ca sĩ muốn tìm ra. Các bác vào cái phần ấn vào cái phần ca sĩ thì sẽ hiện tất cả những cái bài hát mà ca sĩ đó thực hiện lên. Thể loại thì có phần nhạc song ca này, nhạc sinh nhật này, bài mới là nhạc remix này, nhạc đỏ, nhạc dân ca này. Đủ thể loại để các bác lựa chọn. Đấy là phần chọn bài hát có sẵn ở trong đầu. Và cái hay nữa là các bác có thể giải trí ở trên cái thiết bị này bằng các bác vào trên YouTube. Vào YouTube thì vào phần YouTube thì các bác vào phần ấn vào chữ nhạc online. Ở đây, nhạc online. Và các bác ấn vào chữ YouTube này. Đấy. Vào YouTube thì các bác sẽ lựa chọn tất cả những cái bài hát có trên YouTube. Bài karaoke cũng như các những cái bài nhạc vàng, nhạc các thể loại nhạc mà các bác thích thì các bác sẽ cùng cái thiết bị này các bác sẽ nghe nhạc trực tiếp ở trên YouTube. Đấy. Thì với cái chất lượng và cái tốc độ download cái bài hát ở trên YouTube về thì rất là nhanh, rất là trơn và mượt. Để các bác vào mạng rất là trơn mượt vì các bác sẽ kết hợp giữa hát dữ liệu ở trong ổ cứng của thiết bị. Đồng thời các bác có thể hát online ở trên trên mạng YouTube. Đấy. Thì rất là đa năng. Và cái phần nữa là các bác có thể download nhạc từ server của Vietca TV. Có nghĩa là mỗi tháng thì công ty Vietca TV sẽ sản xuất ra từ 150 bài đến 200 bài hoặc hơn 200 bài trong một tháng. Thì Vietca TV sẽ mua bản quyền của ca sĩ, của tác giả và sẽ upload lên cái server của hãng Vietca. Thì các bác sẽ trên thiết bị là các bác sẽ vào cái iCloud của server của Vietca thì các bác sẽ download tất cả những cái bài hát mới về. Đấy. Thì với cái ứng dụng này thì các bác không phải mang cái thiết bị các bác đi mà các bác có thể ở nhà các bác có thể download tất cả những bài hát mới của hãng Vietca về về thiết bị của các bác và lần sau các bác bật lên là các bác có thể là hát thôi. Đấy. Rất là tiện lợi. Thì để download thì các bác sẽ vào phần iCloud này. Phần iCloud thì đây em đang download một số bài về đây. iCloud đây. Thì các bác ấn vào phần iCloud thì tất cả những cái bài hát mà có trên server của Vietca TV
thì sẽ hiện lên và các bác sẽ download tất cả những cái bài về. Bài là cần thiết thì các bác download về, hoặc là các bác có thể download tất cả các bác cái bài về. Thì đây các bác nhìn thấy nó đang download về thì nó đang hiện số phần trăm đây. Ví dụ như cái bài này nó đang hiện 17%. Đấy, nó nhảy lên 22%, còn những cái bài nó ghi là ok là đã download về về máy. Và khi download xong thì các bác ấn ghi là vào kho bài hát. Đấy. Thì nó sẽ lưu tất cả những cái bài hát vào. Thì cái ứng dụng này rất là hay nha các bác nhé. Thì với cái ứng dụng này thì các bác vào mạng rất là trơn. Ví dụ như em vào một cái video video 4K xem nào. Video dấu cách này 4K, và các bác ấn chữ tìm kiếm cái loop này thì xe nó sẽ load lên. Đấy, các bác nhìn nó load rất là nhanh nhá, rất là nhanh. Thì các bác thích cái video 4K là các bác ấn vào đây thì nó sẽ làm trong danh sách chờ. Thì các bác ví dụ như là muốn xem ngay thì các bác ấn vào like thì nó sẽ chuyển, đây các bác nhìn, nó sẽ chuyển sang cái video 4K load trực tiếp từ YouTube về. Đấy, các bác nhìn thấy hình ảnh cực kỳ sắc nét luôn, cực kỳ sắc nét. Đấy. Và cái tốc độ download mà bài từ trên mạng từ YouTube về cũng rất là nhanh. Rất là nhanh, không có tí trễ nào cả, rất là mượt. Với cái sản phẩm cao cấp này thì các bác dùng rất là an tâm và thoải mái nhé. Nhìn kiểu dáng rất là sang trọng và kết cấu thì cực kỳ là chắc chắn nhé. Phần âm lượng đây, các bác nhích ấn lượng đây. Con này thì chất âm cực kỳ hay. Chất âm cực kỳ hay và các bác có thể lựa chọn giữa âm thanh đường quang hoặc là âm thanh đường AV. Rất nhiều lựa chọn để các bác lựa chọn trên sản phẩm này. Chọn rất nhiều bài hát. Các bác muốn hát những cái bài vừa chọn xong mà muốn hát trước thì các bác vào phần đã chọn này. Đây em đã chọn 4 bài. Và muốn hát cái bài này trước chẳng hạn thì các bác ấn vào đây. Các bác ấn vào xem trước, đây là phần xem trước này. Xem trước nội dung của cái bài hát đấy này. Đấy, xem trước. Và đây là các bác ấn ưu tiên thì là cái bài hát này nó sẽ lên trên đầu luôn. Hát lên trên đầu luôn. Rất là hay. Phần mở rộng hình ảnh thì các bác ấn vào hình này thì nó sẽ mở rộng hình ảnh kín cái màn hình cảm ứng. Em giới thiệu thêm một cái ứng dụng và một cái chức năng rất là hay nữa ở trên cái bộ thiết bị karaoke Việt KTV HD Plus này. Là một cái ứng dụng mà dành cho điện thoại di động, là các bác có thể dùng cái điện thoại di động cầm tay này để các bác điều khiển các chế độ chọn bài cũng như các chức năng của cái đầu HD trên chiếc điện thoại di động này. Đấy, thì để sử dụng được chiếc điện thoại di động này, điều khiển được cái đầu HD Plus thì các bác trên điện thoại di động, các bác vào cho em cái kho ứng dụng, vào cho em cái kho ứng dụng CH Play. Trên Android các bác vào CH Play. Trên iPhone thì các bác App Store. Và các bác tìm kiếm cho em các ứng dụng là có tên là Việt KTV. Các bác gõ chữ Việt KTV thì ngay lập tức ở trên màn hình điện thoại nó sẽ hiện lên cái ứng dụng Việt KTV đây đây. Có cái logo này. Các bác ấn vào hộ em vào cái ứng dụng này. Và các bác download cái ứng dụng này về và cài đặt ở trên điện thoại di động. Thì đây thì em đã cài đặt cái ứng dụng này sẵn rồi. Và bây giờ em chỉ việc mở cái ứng dụng lên. Còn các bác mà chưa cài thì các bác download về và cài đặt cái ứng dụng này lên. Và sau khi cài đặt xong các bác quay lại cái màn hình chính nhá. Và các bác vào cho em cái phần cài đặt wifi của điện thoại. Đây, cài đặt wifi của điện thoại. Và các bác tìm đến cho em cái wifi mà cái đầu Việt K này phát ra nhé. Cái wifi của cái đầu Việt K này phát ra. Thì bình thường khi mà cái đầu Việt K này ở chế độ mặc định thì nó sẽ có tên là Việt KTV. Thì sau khi mà các bác đã vào được cái wifi do cái đầu Việt K này phát rồi. Đấy. Thì các bác sẽ quay lại và mở cái ứng dụng Việt KTV lên. Đây, cái ứng dụng đây. Thì các bác mở cái ứng dụng này lên này. Đấy, sau khi mở cái ứng dụng này lên thì các bác sẽ nhìn thấy cái giao diện của cái này, nó sẽ hiện lên này. Và khi lần đầu các bác cài đặt thì nó sẽ hiện lên là có bài hát mới, bạn có muốn cập nhật không? Các bác đồng ý thì toàn bộ dữ liệu mới nó sẽ cập nhật, những cái bài hát mới nó sẽ cập nhật ở trên cái điện thoại của các bác. Thì ở trên cái ứng dụng này các bác có thể chọn bài này, ví dụ đây em chọn bài nhé.
em chọn bài ví dụ như là Huế tình yêu của tôi đây. Khi mà em gõ nhá, gõ viết tắt đây, Huế tình yêu của tôi đây, thì lập tức nó sẽ ra cái bài này đây nhá. Thì ở trên này nó sẽ hiện xuất hiện này các bác, đây đây nó xuất hiện rất nhiều cái bài Huế tình yêu nhá, ấn tìm kiếm này đấy. Thì đây thì ví dụ như các bác chọn bài nào, đây em chọn cái bài Huế tình yêu của tôi do Ngọc Sơn, em ấn vào này, thì đây các bác lập tức ở trên đây các bác nhìn trên cái màn cảm ứng của Vietcar đấy, trên hệ thống của Vietcar nhá, nó đã chạy luôn cái bài Huế tình yêu của tôi, mặc dù là em không sờ vào cái thiết bị nào của Vietcar cả mà em chỉ sử dụng cái điện thoại này thôi đấy. Thì là các bác có thể chọn bài đấy, và đây em có thể là ví dụ như là điều khiển, là các bác phần điều khiển này các bác có giảm âm lượng đi này, giảm âm lượng đi đấy, các bác nghe thì đang giảm âm lượng không, đây các bác nhìn cái thanh trạng thái này nhé, em cho tăng lên này, đây nó sẽ tăng theo kìa đấy, tăng theo đấy và giảm đi này. Thì toàn bộ những cái chức năng ở trên cái màn hình cảm ứng này sử dụng được, thì với cái màn hình cảm ứng của điện thoại này các bác cũng sử dụng được và chọn bài được và tất cả các chức năng đấy. Và thêm một cái hay nữa đây nhá các bác nhá, vào cái phần này có rất nhiều những cái ứng dụng mà trên này rất là hay, và em ví dụ em ví dụ vào cái vui nhộn này chẳng hạn, và em muốn cho một cái hình vui nhộn lên chẳng hạn như này, hình vui nhộn này lên, thì lập tức các bác nhìn ở trên tivi nhá, trên màn hình tivi nó sẽ xuất hiện cái kia, đồng thời nó sẽ có một tiếng nhạc vui nhộn phát lên loa đấy. Thì và các bác có thể viết một cái ký tự gì lên là chẳng hạn, ví dụ như là bạn có cần tay vịn không chẳng hạn này, bạn có cần tay vịn không, đây em gõ chữ bạn có cần tay vịn không và em ấn gửi nhá, em ấn gửi lên hệ thống, thì ngay lập tức ở trên màn hình tivi đây, các bác nhìn trên màn hình tivi đây, bạn có cần tay vịn không đấy, thì lập tức cái dòng chữ em viết ở trên điện thoại em ấn gửi lên tivi nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình tivi đấy, rất là hay. Và ngoài ra thì đây điều khiển thì có to nhỏ này, chuyển bài này, ghi âm này, hát lại này, tăng âm giảm âm, tắt tiếng này, TV Vega này đây nhá, ví dụ như TV Vega đây đấy, đây có nghĩa là đấy, và tách lời này, qua bài này, rất nhiều những cái bài đã chọn này, đây những danh sách bài đã chọn, đây em chưa chọn bài nào cả. Vào phần ca sĩ này đấy, vào phần ca sĩ đây, vào phần ca sĩ thì tất nhiên nhiều ca sĩ này, phần vui nhộn này có những cái hình thù vui nhộn để gửi lên TV này, bài đã chọn này, bài hát này, đây vào phần bài hát thì tất cả những cái bài hát có trong thiết bị nó sẽ hiện hết lên đây đấy. Thì với cái ứng dụng này thì rất là hay, các bác có thể ngồi ở xa thiết bị và các bác không cần chạm vào màn cảm ứng thì các bác cũng có thể là chọn bài được đấy. Hoặc là gia đình các bác nào không cần mua màn hình cảm ứng nhé, không cần mua cả mình cảm ứng mà các bác chỉ cần mua cái đầu không thôi và dùng cái điện thoại di động này để chọn bài đấy, thì cũng rất là tiện. Thì đối với những cái gia đình mà mua cái màn hình cảm ứng đấy thì chỉ các bác chỉ cần mua cái đầu không thôi, cái đầu HD Pro, HD Plus không thôi, và các bác sẽ sử dụng là cái điện thoại di động này để chọn bài đấy, không cần dùng màn hình cảm ứng nữa. Đấy là một cái tiết kiệm kinh phí và một cái rất là hay đấy, thì em giới thiệu sơ qua là như thế. Và trên điện thoại di động thì nó có rất nhiều những ứng dụng hay nữa nhá. Và em muốn nói thêm nữa là có một cái chức năng nữa rất hay được tích hợp ở trên cái thiết bị này, đó là sẽ đọc được các dữ liệu ở trên USB, dữ liệu hình ảnh, video, ảnh và nhạc MP3. Thì với cái chức năng này thì cực kỳ là hay, cực kỳ là hữu dụng, đặc biệt đối với những cái bác mà hay đi làm sự kiện nhé. Thì khi mà gia đình hoặc là bên đối tác người ta muốn bật một cái video, ví dụ như video ảnh cưới chẳng hạn, đơn giản như video ảnh cưới lên TV, thì chỉ cần bảo người ta đưa cái USB đã có sẵn là video ảnh cưới đấy, trên cái USB đấy, và các bác chỉ cần việc cắm vào thiết bị và sẽ đọc luôn được luôn cái video đấy. Thì các bác cắm USB vào và các bác vào phần hệ thống này và các bác vào ấn vào hình cái USB đây, thì các bác ấn xác nhận thì nó sẽ load các dữ liệu ở trên USB. Thì khi load xong thì đây em thử một số cái bài nhé,
Ví dụ như em cho một bài lót top mà lót top chẳng hạn là MP3, ấn vào đây thì lập tức sẽ chạy luôn các bác nhé, lập tức sẽ chạy bài lót top luôn. Ở đấy là một bài MP3 và một bài video chẳng hạn, video đây một bài video định dạng là MBG, đuôi MBG em ấn luôn thì cũng chạy luôn cái video nhé, cái file video đây. Đây, chạy luôn cái file video. Cái file video này thì em vừa làm một video để mô cho một cái bác khách nhà giạc mà Hoàng Luật. Đấy. Nói chung là con này thì nó rất nhiều những cái chức năng hay nhé. Rất nhiều những cái chức năng hay. Đấy, thì em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Thì các bác sẽ tìm hiểu thêm sau. Đấy, thì em chỉ giới thiệu một số những cái chức năng chính của nó thôi. Còn con này thì nó là hàng đẳng cấp rồi. Nó là hàng đẳng cấp nhất của Việt Ca và cũng là đứng đầu thị trường karaoke bây giờ. Và xin chào các bác nhé.